23 cách đơn giản giúp bạn giảm áp lực. 1. Bớt phiền muộn ngủ đủ giấc. 2. Buộc tóc lên cao, vứt đồ ăn vặt, bỏ xuống điện thoại, lau khô nước mắt, đừng thức đêm, đừng đầy đọa chính mình. 3. Bắt đầu mỗi sáng với một cốc nước ấm để cải thiện tốc độ làm việc. 4. Đừng nhịn ăn, sống để ăn, ăn để sống, kiểu gì cũng phải ăn cho nó khỏe mạnh, mà còn nai lưng ra mà chống chọi với đời. 5. Trở nên dịu dàng, bao dung, luôn tốt bụng, thương người, đừng lúc nào cũng than vãn kể khổ. Sáu, Uống nhiều nước cho nó giãn da mặt đối với con gái. Hãy dành tiền vào Face Shop mua chai nước khoáng để xịt lên da mặt mỗi khi căng thẳng. Bảy, Tập ăn xanh uống sạch. 8. Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua chín thay vì ăn đường, bánh kẹo, ăn nhiều hoa quả. 10. Giảm thiểu ăn mặc cầu kỳ, tắm đều đặn. 11. Bớt nóng giận, cười nhiều hơn. 12. Cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn trong một, hai ngày. 13. Thay đổi ngoại hình. 14. Gặp gỡ những người mới. 15. Vứt bỏ đồ đạc vô dụng. 16. Thay đổi không gian sống. 17. Nghỉ ngơi và uống một tách trà để tăng khả năng tập trung. 18. Nghỉ trưa khoảng 30 phút để tăng khả năng và thời gian tập trung. 19. Đi bộ và hít không khí trong lành để cải thiện năng suất làm việc. 20. Ghi chép suy nghĩ và ý tưởng ra giấy để kích thích khả năng sáng tạo. 21. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn. 22. Tha thứ cho tất cả. 23. Chấp nhận điều không thể thay đổi, thứ không thích thì bỏ đi. Người đáng ghét thì block, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì hãy xóa, thích ai đó thì thổ lộ, đói bụng rồi thì đi ăn, đời người ngắn như thế, lấy đâu thời gian cho bạn chán đời, mệt mỏi.